Ôi, nào mẹ, cút chết tôi rồi. Ăn mừng luôn, đấy, ăn mừng như này này. Thấy ăn mừng chưa? Ôi mẹ. Ơ kìa. Đừng nổ cưng ơi, đừng nổ cưng ơi, đừng nổ cưng ơi, đừng nổ em ơi. Sợ anh em lại thút thít. Ui, mẹ có thằng trong nhà đấy. Thật không? Nhà nào? Trên mái nhà ấy à? Trên tầng 2 ấy à? Nhìn thấy rồi. Nó thấy mày chưa? Nó chưa thấy mày đâu, đi đi xem bên này. Đừng bắn đi mẹ. Bắn chết cha đi đéo. Bắn làm cái đéo gì? Đâu rồi mày? Mày đéo sợ luôn. Bắn nó làm cái đéo gì? Nó đéo biết mình đang có lợi thế thì. Thằng. Sao? Chiến đi. Chơi gà chết đéo chịu. Đéo có súng nào? Đéo có súng thì chớ. Ta còn nắp áo thôi. Lên giết nó đi. Tốt. Còn thằng đồng đội nó trong nhà đấy, cẩn thận. Cho tiến lên làm mạng đầu tiên cho nó tự tin. Còn thằng đồng đội ở đây nhá, cẩn thận đấy. Ai mày đâu còn thằng đồng đội đó. Thế đang chơi đùa nhéo gì? Thì ngu thế. Chắc đéo ở nhà này. Mày bị điên. Đấy. Mày bắn à? Mày thằng chó điên à? Điên à? Bắn bắn cái đéo gì? Không phải tao bắn đâu. Không con cả. Ở đây anh cho cái cứu thương này. Bố thằng cả. Đéo hiểu sao nó bắn như này vậy. Nhìn thấy vậy. Đéo thằng ở đây cũng có đâu hết rồi. Ê. Đấy anh em thấy không? Tôi thì mẹ bắn chết nó còn nhường cho nó ra lút đồ, nó ra lút xong ra bắn tôi mẹ. Thiệt mẹ rồi. Tiến chán ông lắm, ông bắn thì mày, mày đi xuống tầng 1 mày căn nó, tao ở trên tao. Mày có biết là bố mày bị mày bắn hết sạch máu rồi không? Cả cây. Ôi, máu mày bắn tao có 1/10 máu. Anh em khởi động lại không vấn đề gì. Đừng trong giờ phút này anh em phải bình tĩnh. Không được manh động, không được mất đoàn kết. Chán. Khởi động thôi anh em, vấn đề gì cả. Đi rồi lên thôi. Nhanh. Nhanh! Nhéo hiểu bơi như con cặc đi! Bình tĩnh! Cho dưới này đi! Xuống này cứu tao nhanh! Ui dịt mẹ! Nó bắn đấy! Nó bắn ở trên đấy! Thôi không, tôi chả gục mẹ dưới rồi còn nó bắn ở trên đấy! Ông! Mày chết à? Vâng ạ! À, đợi ông bơi lên cái thuyền thì nó bắn chết mẹ rồi! Tiến kìa! Chậm! Ôi xôi! Thảm thế mẹ hai thằng. Thảm thì cứ lấy đồ lên mẹ thuyền nhanh lên. Bơi. Chạy thì đéo được, mẹ ở trên nó bắn tỉa. Mày điên à? Lên thuyền rồi của đấy đi được rồi. Vừa đi vừa mẹ. Đấy, thấy chưa? Ngu rồi. Chơi thế. Ăn chơi đấy. Bóp còi đi. Bóp còi cái gì nhỉ? Ép. Cô đi mẹ. Mẹ mất rồi là chỉ có cái thằng này bao nhiêu lâu nó vẫn đưa rút được kinh nghiệm. Quên mẹ mất. Tạo đến mày tiến ạ. Tôi cứ tưởng là nó đã mẹ rút ra kinh nghiệm từ cái bài học lần trước rồi, ra nó còn rút ra kinh nghiệm đéo đâu. Có thằng bạn tốt quá, ủi mẹ mất bao máu. Thế là đừng như thế nhá. Nó vào nhà của mày đấy. Chó. Chết rồi. Ôi chết rồi, đi mẹ tao bắn nhầm mày. Thế đéo mẹ đứng đấy. Luôn. Chả bắn giết nó. Phải lìn. Mày vào tao cứ tưởng đồng đội nó, mình cứ thấy mình tám vào đầu ông Tiến. Khổ. Cầm shotgun đi. Bình tĩnh. Đéo hiểu tay có shotgun nữa, cứ cầm lục đi. Mày có bị dở người không ấy? Đấy tao biết mà. Mẹ mày bắn nó đi. Đi. Đi mẹ. Tôi đã dặn nó mẹ là cầm nó, đã dặn nó là cầm sọt gắn đi. Đéo cầm. Ở bên đấy cũng nhảy. Cứ cầm cái khẩu lục làm cái đéo gì? Tao yên tâm mày đang đứng ở tâm mấy con kẹt ấy. Mày. Nó
đó là trong nhà chuyển sang sọc gân đi. Khổ thật lắm. Hay thế. Anh em bày chiêu kìa, đi quân mẹ cái điếu đây. Vãi đái. Bắn mẹ à? Nó ở ngoài kìa. Bắn cái cứt rồi. Nó sau. Nhìn nó chưa? Ôi đi mẹ. Ôi xong tôi rồi. Một thằng nó ngắm vào đằng kia, một thằng nó ra móc lốp. Vãi lìn. Tiến ra chết à? Phát chết luôn này. À hay. Kìa. Ít mẹ, ít máu quá. Nấp vào đây đúng rồi. Gà quá. Surprise motherfucker. Đi mẹ. Tiến ngay chết đây. Bên đây, bên tay phải, bên tay phải. Tay phải là tay nào? Tay phải cái cửa đấy cơ mà. Giang cứu mày. Ờ tay trái nhở. Ờ tay trái, của đứa nhầm nói mẹ mày tay phải. Có thằng đéo lái xe ở đây nhở. Ờ. Đi. Mẹ. Tao bị nó giết rồi, giết nó đi, lên giết nó đi, kìa bắn đi. Thằng đồng đội nói. Hôm vào nhà vệ sinh nấp cho lành anh em ạ. Mẹ. Ngồi mẹ trong này nấp. Mẹ. Nấp đây thôi tiền ạ. Đéo cách nào khác đâu. Kinh quá. Nấp hẳn vào trong này, cái nhà vệ sinh bên trong này này. Đây nó ở bên cạnh mày đéo nữa. Ngồi này nó đi vào cửa nhìn thấy mày luôn ngu. Thôi. Đấy, nấp tít vào trong đấy. Ngồi đấy cho tao. Bát tơi ỉa. Đấy đi qua rồi. Đấy, hai thằng đi qua rồi đấy, mày thấy chưa? May mà mẹ ngồi đây ỉa không có để vỡ mõm. Đùa. Nào ngồi ra cho đít nó thẳng vào cái bồn cầu cái thì mày ỉa cứt mới trôi đấy chứ. Rồi ok. Mày check in đâu, tao chụp ảnh đâu. Đấy chụp đi. Mẹ đéo sung sướng gì cái cảnh này đâu. Chụp cái cứt. Ôi dặn kìa. Ôi con này nó còn ấn người lên để dặn kìa. Giả lập ỉa. Game giả lập ỉa. Nghệ thuật đấy. Anh em đừng có dích nhá. Anh em mấy anh em bên Nam hay vào hay tỉa của tôi đấy. Đấy thấy chưa. Úi dồi ôi. Chiến trường đặc biệt quá. Châu bò đánh nhau mẹ ruồi mũi chết thôi anh em ạ. Thôi cứ cho chúng nó bắn nhau chán đi. Nó đéo vào đây đâu, nhà vệ sinh mẹ thối tha vào đêm béo gì. 6 and a half hours later. Ôi trời ơi, tiến xong con mẹ nó rồi. Tiến chết, đừng bò vào đây, nó biết tao trong này, đừng bò vào đây. Đấy, tại mày ấy. Ok, nó đéo như thế tao kìa. Nó đéo. Soi sờ chim mẹ rồi, đéo có chuyện cho nói biết được nhỉ? Ờ, anh em dích rồi. Dích mẹ rồi. Đéo có thể có chuyện nói biết được là anh em ở trong đấy luôn. Ờ. Mẹ.